Và kính thưa quý vị, cuộc sống khó khăn của người gốc Việt tại Cambodia, đây là tin tức đến từ Snork True Cambodia. Theo tin từ Reuters, ông Trương Văn Long chỉ là người Việt trên cái tên bởi vì ông sinh ra và lớn lên tại Cambodia. Trong đó có một phần lớn thời gian, ông đã sống ở căn nhà nổi trên sông Tonle Sap. Tuy nhiên, vì vấn đề ô nhiễm và đánh bắt cá quá mức, thì từ năm ngoái, chính quyền của tỉnh Kampong Chang đã bắt đầu thực hiện kế hoạch di dời hàng trăm làng nổi của người gốc Việt lên bờ và có hơn 1.000 gia đình. Trong đó có gia đình của ông Long và ông ta sẽ phải tái định cư tại một địa điểm khác vào những tháng sắp tới đây. Chính quyền của Cambodia cho biết rằng việc di dời những làng nổi là một biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề đánh bắt trái phép, ô nhiễm nước cũng như là hệ thống sinh thái hồ bị tổn hại. Làn sóng người Việt di dân sang Cambodia bắt đầu từ thế kỷ thứ 19 trong thời kỳ Pháp thuộc, sau khi Cambodia giành độc lập vào năm 1953. Luật mới cho phép một số người ngoại quốc được quyền nộp đơn để xin nhập tịch, nhưng điều luật này sau đó được thắt chặt. Khi Khmer Đỏ chiếm được chính quyền Cambodia vào năm 1975, thì hàng chục ngàn người gốc Việt đã bị trục xuất hoặc là sát hại. Giấy tờ cũng như là tài sản của họ cũng bị tịch thu hoặc là phá hủy. Và sau khi Khmer Đỏ sụp đổ vào năm 1979, hàng ngàn người Việt đã quay lại Cambodia và dựng nhà ở trên sông Tonle Sap. Tuy nhiên, theo ông Christoph Spurfeld, là một chuyên viên trung tâm về người vô quốc tịch ở Đại học Melbourne tại Úc, cho biết rằng tình trạng pháp lý và điều kiện sinh sống của họ không được bảo đảm hiện nay. Trên thế giới có tới 15 triệu người không được nước nào công nhận là công dân. Họ đứng trước nguy cơ bị lạm dụng, buôn bán, bị bắt và giam giữ tùy tiện. Dữ kiện của chính phủ Cambodia cho thấy rằng người Việt là nhóm thiểu số lớn nhất tại đất nước này. Những năm gần đây, có hàng ngàn gia đình bị trục xuất về Việt Nam. Những người bị di dời khỏi sông đến nơi định cư mới thì phải sống trong tình cảnh thiếu thốn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt, không có nước uống và nhà vệ sinh.